thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Hải Dương thời gian qua đã được cụ thể hóa tại văn bản pháp luật phù hợp với điều kiện của tỉnh để điều chỉnh các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Phần đấu tiết kiệm từ 5 đến 8% tổng mức tiêu thụ năng lượng toàn tỉnh so với dự báo hiện nay về phát triển năng lượng và phát triển kinh tế xã hội theo phương án phát triển bình thường thời gian qua trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã nâng cao nhận thức của các tổ chức và cá nhân về sử dụng có hiệu quả và tiết kiệm các nguồn năng lượng tạo lập các ý thức chấp hành quy định của nhà nước cụ thể hóa các thể chế của tỉnh về sử dụng tiết kiệm năng lượng và hiệu quả khuyến khích hướng dẫn và hỗ trợ một phần kinh phí cho các doanh nghiệp đổi mới công nghệ và thiết bị có hiệu suất sử dụng năng lượng cao và đẩy mạnh sử dụng các trang thiết bị sử dụng nguồn năng lượng mới như năng lượng mặt trời năng lượng sinh học trong việc sản xuất và chế biến các sản phẩm nông sản thực phẩm muối các loại vân vân đơn giản và hiệu quả cao tiết kiệm cho các doanh nghiệp khoản chi phí năng lượng lớn đồng thời cải thiện môi trường đảm bảo an toàn cho người lao động xây dựng mô hình trình diễn demo về quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thuộc các lĩnh vực có tiềm năng tiết kiệm năng lượng cao